Thưa quý khán giả, AI hiện được sử dụng để giám sát sức khỏe cây trồng và phát hiện bệnh tật trên cây trồng nhanh chóng và chính xác hơn. Từ những dữ liệu cảm biến và hình ảnh thu thập được, trí tuệ nhân tạo có thể phát hiện những dấu hiệu của bệnh tật dựa trên đặc trưng của cây trồng bình thường được cung cấp dữ liệu. Cụ thể, như quý khán giả có thể thấy thì một máy bay được điều khiển bởi AI được thiết lập sẵn có thể bay ở những cánh đồng có diện tích lớn, chụp ảnh, phân tích dữ liệu và phát hiện ra đúng vị trí sâu bệnh đúng nơi và phun thuốc trừ sâu đúng chỗ. Điều này thì sẽ giúp tiết kiệm và giảm lượng thuốc tồn dư, giữ cho các khu vực cây trồng khác được xanh và sạch. Hay là một hình thức có thể được áp dụng rất nhiều từ các vùng nông thôn cho đến những khu nông nghiệp quy mô lớn là robot tự động. Các mẫu robot gieo hạt và trồng cây, robot thu hoạch, robot phun thuốc trừ sâu và bón phân, robot tưới cây đang được đưa vào thử nghiệm, vừa bảo đảm và còn tăng cả năng suất, giảm chi phí và tiết kiệm sức lao động của con người, bảo vệ môi trường. Nhưng bấy nhiêu thì chưa phải là tất cả. Về tính ứng dụng mà trí tuệ nhân tạo AI mang lại cho nông nghiệp. Thứ nhất, AI có thể dự báo thời tiết và giá cả cho các doanh nghiệp sản xuất. Cụ thể, thiết bị phân tích dự báo thời tiết được sử dụng để thu thập và phân tích dữ liệu về thời tiết, từ đó đưa ra dự báo về tình trạng thời tiết trong tương lai, giúp cho người nông dân có thể lựa chọn thời điểm phù hợp để trồng trọt và chăm sóc cây trồng. Với tính năng tự báo giá cả, AI có thể giúp người nông dân biết rõ hơn về giá cả của các loại lương thực, thực phẩm trong vài tuần tới. Điều này có thể giúp thu được lợi nhuận tối đa. Thứ hai, AI có thể giám sát sức khỏe cây trồng. Thông thường, chất lượng cây trồng phụ thuộc nhiều vào loại đất và dinh dưỡng của đất. Do đó, các thuật toán dựa trên AI giúp xác định được các nguồn dinh dưỡng còn thiếu trong đất để nông dân bổ sung kịp thời và đưa ra cảnh báo các loại sâu bệnh gây hại cho cây trồng. Thứ ba, AI có thể chẩn đoán dịch bệnh cây trồng. Hệ thống hỗ trợ AI để phát hiện dịch hại trong nông nghiệp là một công cụ quan trọng để xác định liệu có sự xuất hiện của dịch hại hay không, đánh giá mức độ nghiêm trọng của dịch hại và đưa ra các giải pháp khắc phục. Thứ tư, ứng dụng robot tự động hóa trong quá trình sản xuất nông nghiệp giúp tăng cường năng suất, giảm chi phí và giảm nhân công. Trong đó, robot có thể gieo hạt và trồng cây tự động, thu hoạch, phun thuốc trừ sâu, tưới cây, giám sát và dự báo sản lượng cây trồng, quản lý đàn gia súc. AI trong nông nghiệp còn sử dụng các công nghệ như là học máy, thị giác máy tính và công nghệ cảm biến để nhận diện, phân tích dữ liệu. Từ đây đưa ra các quyết định canh tác chính xác và dự đoán sản lượng nhằm giảm thiểu việc sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu và nước, tăng năng suất và giảm chi phí cho nông dân. Hiệu quả là vậy, nhưng để ứng dụng có hiệu quả AI trong nông nghiệp thì còn rất nhiều thách thức. Đầu tiên là từ phía con người, bởi hầu hết là nông dân lao động chân tay, không có cơ hội tiếp xúc nhiều với công nghệ hiện đại. Một thách thức lớn nữa đó là giá cả phần cứng và phần mềm cho các hệ thống trí tuệ nhân tạo này thì thường rất là cao. Vậy nên để sử dụng được lâu dài và nâng cao chất lượng, đồng thời tiết kiệm thì cần có những xem xét cụ thể về tính phù hợp của từng công nghệ trong sản xuất và cả quản lý. Đơn cử như là một thiết bị bay không người lái phục vụ phun thuốc và tưới nước có chi phí là từ 200 cho đến 600 triệu đồng. Đây là mức giá khá cao so quy mô vừa và nhỏ của các điểm phân bón nông nghiệp ở nước ta. Không thể phủ nhận những giá trị to lớn mà công nghệ trí tuệ nhân tạo mang lại cho sản xuất. Do vậy, cần tiếp tục khơi thông con đường đưa AI vào nông nghiệp để thúc đẩy quá trình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao hiện đại trong tương lai. Thưa quý vị, trí tuệ nhân tạo là thứ không thể sờ nắm, nhưng nó là một công nghệ thú vị và được ứng dụng ngày càng nhiều trong các lĩnh vực khác nhau, từ việc phục vụ đời sống hàng ngày của con người cho đến giáo dục, tài chính ngân hàng và cả y tế. Ứng dụng thực tế của AI có thể giúp nâng cao hiệu suất lao động, cải thiện chất lượng sống của con người, đem đến cơ hội tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh doanh cho các doanh nghiệp. Có thể thấy, từ một khái niệm tưởng chừng xa vời, trí tuệ nhân tạo đang từng bước đi vào cuộc sống, hiện thực hóa giấc mơ về những loại máy móc có khả năng tư duy như là con người.